Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn yêu thích video cho mình xin một like và một bình luận phía dưới nha. Giúp kênh nâng cao đề xuất và thông báo đến với mọi người. Nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 173-175 của bộ truyện mở đầu nữ đế ta làm chính cung. Khi này ở thân vương cung cũng đã tối hẳn, bốn người cùng nhau ngồi xung quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Tử Nhược Yên khi này đứng lên, dùng đũa khéo léo chia não của thanh viêm chư làm hai nữa sau đó gấp cho lạc nữ ái cùng long khâu bạch thanh mỗi người một phần bộ dạng chán trường nói các ngươi ăn đi cho bổ não tiêu lang quân yêu thích làm càn thì thôi đi các ngươi làm sao cũng đuôi mù đi làm theo như vậy long khâu bạch thanh yên lặng nhìn đến óc heo trong chén sau đó gấp cho vào miệng ăn một cách ngon lành phong má nhìn về phía tử nhược yên chỉ cần có một chút khả năng ta đều nguyện ý thử đúng vậy tóc vàng ngươi quá nghiêm chỉnh rồi lạc nữ ái nhếch mép một cái Yên lặng đem óc heo trong chén rót cho Long Khâu Bạch Thanh. Tử Nhược Yên híp cặp mắt, đưa tay phải đem óc heo kia đổ về cho lạc nữ Ái. Tục ngữ có câu ăn gì bổ nấy, ngươi đừng có đem óc heo này cho Long Khâu Bạch Thanh. Lạc nữ Ái nhếch miệng một cái, nhìn ngọn đồi nhỏ của Tử Nhược Yên mỉa mai. Thế thì ngươi cũng nên ăn cái gì để bổ cái đó đi, đừng ở đó mà ganh tị với ta. Ngươi nói cái gì, có ngon nói lại lần nữa cho ta nghe coi. Tử Nhược Yên tức giận, đơn thủ nắm chặt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương lạc nữ ái cũng không chịu thua nói ta sợ ngươi sao nhỏ thì ta nói nhỏ có ai nghĩ được hai vị nữ đế đang tranh cãi với nhau long khâu bạch thanh không hề quan tâm lại gấp phần óc heo còn lại cho vào miệng ăn khi này vừa ăn long khâu bạch thanh vừa nói nhưng mà hình như quả thật ta nhớ ra một chuyện lời này làm cho bầu không khí lập tức yên lặng ba người đồng loạt hướng ánh mắt chờ đợi về phía long khâu bạch thanh lạc nữ đế ngươi rất quan trọng long khâu bạch thanh nhìn đến lạc nữ ái hơi hơi cao mày hy vọng điều ở trên người ngươi. Làng nữ ái chừng mắt nhìn về phía Long Khâu Bạch Thanh, hiếu kỳ hỏi, còn gì nữa không? Long Khâu Bạch Thanh lắc lắc cái đầu, hiện tại ta nghĩ không ra, để ta vào Long Linh của mình xem thử. Long Khâu Bạch Thanh hiện ra Long Linh của mình, phía trên những đường vân chú thuật vẫn còn đó, nhưng lại xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Long Khâu Bạch Thanh cảm thấy có một chút thay đổi nhỏ. Quả nhiên là có hiệu quả, Tiêu Thiên vỗ bàn một cái đứng dậy đưa ngón cái về phía Long Khâu Bạch Thanh, không bằng chúng ta lại. Lời nói tới đó thì dừng lại, vì Tiêu Thiên nhìn thấy Tử Nhược Yên yên lặng liếc nhìn mình một cách đáng sợ. Tiêu Thiên đứng yên lòng thầm nghĩ, tại sao Tử Nhược Yên lại không đồng ý với phương pháp của mình nhỉ? Biện pháp của Tiêu ca ca tốt như vậy, để cho huynh ấy thử một chút đi. Lạc nữ ái lúc này bỗng nhiên hướng phía Tử Nhược Yên lớn tiếng nói, "Ta không đồng ý." Tử Nhược Yên nhìn đến Lạc nữ ái, cũng lớn tiếng hô lên, "Ngươi muốn gây sự sao? Ngươi không phục?" Tử Nhược Yên cùng Lạc nữ ái ngôn từ bất lực Đột nhiên cả hai đều đứng dậy, đồng hoạt động thủ từ nhẫn chữ vật đem ra hai hàng vò rượu thẳng tắp. Hai vị nữ đế lại cùng nhau uống rượu, Tiêu Thiên bên cạnh, khuôn mặt có chút sợ hãi, chắc lại nhớ đến chuyện cân hai tối qua. Tiêu Thiên vội mút một bát thức ăn lớn, ăn một cách liên tục, ăn một cách vội vã như là đang chuẩn bị sức khỏe cho trận đại chiến. Ở bên cạnh Long Khâu Bạch Thanh dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hai vị nữ đế, không ngờ hai vị nữ đế này lại thích uống rượu như vậy. Với tốc độ của hai nữ đế những vò rượu cũng nhanh chóng được uống sạch. Hai vị nữ đế hiện tại trên mặt đã không còn sự tức giận, thay vào đó là dáng vẽ hương phấn như đang nghĩ đến cái gì đó. Một lát sau hai người với bộ dạng say bí tỉ nằm trên đất. Tiêu Thiên nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này trong lòng thầm nghỉ, ngày mai lại phải kêu chung Dương Minh làm cho một bữa ăn để bồi bổ rồi. Khi này sau khi ăn no, Long Khâu Bạch Thanh tiến đến vỗ vai Tiêu Thiên nói, có cần ta giúp một tay không? Tiêu Thiên bế lấy lạc nữ ái, sau đó hướng phía Long Khâu Bạch Thanh gật đầu một cái, ừm ta rất cần. Sau đó Tiêu Thiên đi trước, phía sau Long Khâu Bạch Thanh cũng bế lấy Tử Nhược Yên đi theo. Đặt hai người ngay ngắn trên giường, Tiêu Thiên quay sang Long Khâu Bạch Thanh nói, "Thật ngại quá lại làm phiền ngươi rồi." Long Khâu Bạch Thanh lắc đầu, "Không phiền, lạc nữ đế ôm rất tiện." Long Khâu Bạch Thanh vừa nói, vừa nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua ôm lấy lạc nữ ái, trên mặt lộ ra biểu tình hiếm thấy, lạc bệ hạ quá lớn, căn bản không thể ôm hết, ôm rất là phiền phức. Nói đến nơi này, Long Khâu Bạch Thanh xoa cằm một cái, nhìn hai vị nữ đến lại nói, mặc dù tử bệ hạ cũng không kém, nhưng có một vài chỗ chính là không thể so sánh. Mấy lời này làm cho tiêu thiên bên cạnh cũng vã mồ hôi lạnh. Mà trên giường đang giả bộ say rượu, tử nhược yên nghe thấy những lời đó không khỏi ôm quyền tức giận, nhưng lại bị lạc nữ ái giữ lại, không được động đậy lung tung, những gì người ta nói đều là sự thật. Vì để chúng ta có thể ngủ với tiêu ca ca, ngươi phải nhẫn nhị. Tử nhược yên tức giận nắm chặt lạc nữ ái, nhưng lại làm đối phương phấn khích, dùng lực một chút, không cần phải thương tiếc cho ta khi này long khâu bạch thanh nhìn hai nữ đế trên giường nhỏ có chút gì đó không ổn nàng có cảm giác hai vị nữ đế vừa rồi có cử động tiêu thiên xoay người lại nhìn đến long khâu bạch thanh mặc cho hai người đó ngủ đi không phải ta đã sắp xếp chỗ cho ngươi ngủ rồi sao sao còn chưa đi mặc dù lần nữa làm phiền ngươi ta thật sự rất ngại long khâu bạch thanh nhìn đến tiêu thiên chậm rãi mở miệng nhưng có thể giống như hôm qua vậy đem ta đánh ngất không sau khi ta tỉnh lại cảm giác vô cùng thoải mái loại cảm giác này ta biết rất rõ tiêu thiên thở dài lập tức đem chân gối từ trong nhẫn chữ vật ra sau đó bài trí thành một nơi để ngủ nhẹ nhàng nói thế thì tối nay ngươi ngủ ở đây đi long khâu bạch thanh nhanh chóng chui vào chăn chăm chú nhìn tiêu thiên trước mặt mình cám ơn nhé ngủ ngon Ừm, ngủ ngon tiêu thiên nói xong chính là giơ tay lên dùng sống bàn tay đánh vào sau ót đối phương một cái làm đối phương ngất đi long khâu bạch thanh bất tỉnh ngã xuống gối ngủ một cách mê mang tiêu thiên ngồi ở đó một tay chống đỡ đầu gối trầm mặc nhìn đến đối phương cảm thán mình lúc trước cũng không thể nào ngủ ngon cũng không thể ngủ cô ta cho mình cảm giác như nhìn thấy bản thân trước kia cô ta sau khi ngủ say cơ thể lại rơi vào trạng thái căng thẳng theo bản năng không biết trong quá khứ cô ta đã sống trong môi trường như thế nào trong lúc tiêu thiên suy nghĩ thì bên tay lại nghe thấy hai đạo âm thanh đầy khiêu gợi tiêu ca ca tiêu lang quân đã đến lúc đi ngủ rồi tiêu thiên đứng dậy cười khẩy một cái Cuộc sống này chính là như vậy, có những thứ không thể phản kháng, chỉ có thể hưởng thụ, thật là tội lỗi. Thế là đại chiến 300 hiệp lại xảy ra, làm chết biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Hôm sau, lúc sáng sớm, những ánh nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, khi này Long Khâu Bạch Thanh cũng đã tỉnh dậy. Thu dọn chăn gối sau đó quan sát xung quanh. Quan sát bốn phía một chút, Long Khâu Bạch Thanh phát hiện hậu diện thân vương cung, so với lúc mình ngủ và khi thức dậy hoàn toàn không giống nhau. Cảm giác nó trống trải đi rất nhiều, hình như đã mất đi thứ gì đó. Ngươi đã tỉnh. Ở lối vào bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Long Khâu Bạch Thanh xoay người, phát hiện Tiêu Thiên lại mặc lên người bộ quần áo mới, trong tay mang theo một cái ly khổng lồ đang bước vào. Long Khâu Bạch Thanh khuôn mặt có chút tò mò nhìn Tiêu Thiên uống nước trong ly, "Ta cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà hôm qua ta ngủ rất ngon." "Ngủ ngon là tốt rồi, ngươi cầm hộ ta một chút." Ôm ly thủy tinh, Long Khâu Bạch Thanh tò mò nhìn Tiêu Thiên, "Đây là cái gì vậy?" Cái này là ly thủy tinh do ta đặc chế, trong đây có sáu vị địa hoàng trà, có tác dụng điều dưỡng thân thể, nam nhân phải biết chăm sóc bản thân mình một chút. Tiêu Thiên vừa nói, vừa từ không gian hệ thống lấy ra một cái giường vừa mới mua, lại hướng phí long khâu bạch thanh nói, thân thể là tiền vốn duy nhất của chúng ta, vì vậy phải chăm sóc nó thật tốt. Nghe Tiêu Thiên nói, long khâu bạch thanh ôm lấy ly trà, giòm giường lớn, một khắc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vừa rồi cảm thấy trống trải. Lẽ nào ngày hôm qua ngươi lại bị đánh sao? Long Khâu Bạch Thanh cúi đầu nhìn đến ly trà, cái giường cũng bị đánh hư, khó trách ngươi phải dùng thuốc bồi bổ cơ thể, xem ra đã bị nội thương, có cần ta giúp trị liệu không? Tiêu Thiên xếp xong giường mới, từ đối phương nhận lấy ly trà, mặt đầy ngạc nhiên, linh khí của ngươi còn có thể chữa bệnh. Theo những gì tôi nhớ, Thánh Long tộc chúng tôi có một truyền thuyết rằng, nước bọt của rồng có thể chữa lành vết thương. Nhưng theo trí nhớ còn sót lại của tôi, loại chuyện này tôi chưa từng làm nhưng ngươi là người tốt, ta cảm thấy có thể thử một chút. Thương thế của ngươi ở chỗ nào, ta giúp ngươi liếm một hồi, có lẽ sẽ không đau. Tiêu Thiên đang uống trà nghe được lời này, không khỏi sừng sốt mà sặc một cái. Tiêu Thiên lao miệng trong lòng mừng thầm, may mà mình đã kịp thời duy trì áp chế sức mạnh bản thân, không thì một hớp nước trà này đã trực tiếp đem mặt đất đánh cho thành tổ ong, để lộ thực lực mất rồi. Tiêu Thiên nhìn đến Long Khâu Bạch Thanh, sau đó hướng phía bên ngoài đi ra, lắc đầu không được biện pháp này của ngươi, ta đã hỏi qua Long Khâu Đạo, căn bản là chuyện phiếm. Huống chi, thân thể ta còn chưa khôi phục, ngươi càng trị thương thế khôi phục càng chậm. Long Khâu Bạch Thanh đi theo bên cạnh Tiêu Thiên, không hiểu hỏi, vì sao? Không có vì sao, đừng hỏi tham linh tinh, Tiêu Thiên lại chậm rãi uống một ngụm trà. Ở phía sau Long Khâu Bạch Thanh lại nói, vậy cái biện pháp bị xét đánh mà ngươi đề nghị ngày hôm qua, chúng ta nên thử một lần đi. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, Tiêu Thiên khó hiểu liếc Long Khâu Bạch Thanh một cái. Dù sao ta đã làm tổn hại đồ đạc của ngươi, mau mau khôi phục ký ức, có thể bồi thường cho ngươi. Long Khâu Bạch Thanh nghiêm túc giải thích, ngươi rất tốt, không thể để cho ngươi thua thiệt. Khi này bước chân của Tiêu Thiên dừng lại, Long Khâu Bạch Thanh đi về phía trước một đoạn sau đó, cũng là dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên, có chuyện gì vậy? Tiêu Thiên nhìn Long Khâu Bạch Thanh, ngươi chỉ vì điều này. Bởi vì ta đã đáp ứng bồi thường cho ngươi. Long Khâu Bạch Thanh nhìn đến Tiêu Thiên, rất nghiêm túc mở miệng, cho nên phải làm được. Tiêu Thiên bưng ly trà, nhìn Long Khâu Bạch Thanh, vậy thì đi thôi, ngoại trừ xét đánh, ta còn có một cái ý kiến rất hay. Có thật vậy không? Vậy chúng ta đi thử một chút. Long Khâu Bạch Thanh rất phấn khích. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước đã. Khi này hai vị nữ đế đã chờ trong sân, Lạc nữ ái liền vẫy tay với Tiêu Thiên, Tiêu Ca Ca nhanh lên đi, bữa sáng ở phủ thừa tướng nguội mất, được chúng ta đi ngay. Thế là cả nhà bốn người vui vẻ đi ăn trực nhà chung Dương Minh. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.